kênh giao thông nước Việt, kênh chuyên reaction về những tình huống giao thông được camera giao thông ghi lại. Hy vọng mọi người sau khi xem xong video sẽ có được những phút giây giải trí thư giãn, từ đó tham gia giao thông an toàn hơn. Bố cháu vừa mua xe tiền tỷ, chúng cháu đứng lên khoe cho các cô, các chú biết à. Bác xe công vượt xe cực ẩu, bác này lấn hết cả làn xe bác gắn cam hành trình luôn. Em mời các bác đón xem à, thấy hay, các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt. Có ý kiến đóng góp, các bác hãy để lại bình luận ở cuối video này. Em nghe gì không, hỡi em. Uầy, nhạc hay đấy. Kinh kịch kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey, kinh kịch kinh kịch hey. Ơi chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vậy hả? Bác xe con gắn cam hành trình đã dạy cho mấy bà đi xe máy biết đi đúng luật lệ giao thông là như nào. Em mời các bác đón xem. Ông xe con đi ngược chiều cực căng cực luôn, các bác ơi. Rồi, mới xong rồi. Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo, ui, cái múa phải nói là cực cắt. Bác xe gắn cam đi trong một con hẻm nhỏ, bị hai con lợn đi xe máy chắn ngang đường rất lâu không cho đi. Em mời các bác đón xem ạ. Và đây là Paulo Pilo. Paulo Pilo, ui, cái múa phải nói là cực cắt. Suýt chút nữa có tình huống nối toa, các bác ạ. Bác xe con màu đỏ vượt xe cực ẩu, em mời các bác đón xem. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Bác Velos tạt cánh, đánh đầu cực căng cực, em mời các bác đón xem nha.
ông xanh FM test thử độ cứng của xe. Em mời các bác đón xem. Các bác hãy like và đăng ký kênh Giao thông nước Việt ạ. Ta xa nhau rồi. Lại là ông Velos nữa, đèn xanh mà ông thần vẫn đứng lì ra, không chịu đi, chắc mải cắm mặt vào điện thoại đây mà. Ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa?